Dịch COVID-19 Sân bay Vân Đồn đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo quy định đặc biệt khoảng 15 giờ 20 Ngày 1 tháng 3, chuyến bay đầu tiên thực hiện vận chuyển công dân Việt Nam. Và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam mang số hiệu VJ961 của hãng hàng không Vietjet Air. Đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Máy bay của Vietjet Air hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 15 giờ 20 ngày 1 tháng 3. Thực hiện chỉ đạo từ Cục Hàng không Việt Nam. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được chỉ định là nơi tiếp nhận các chuyến bay không thường lệ, đón tiếp các chuyến bay từ Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, chuyến bay đầu tiên vận chuyển công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc về Việt Nam, được hãng hàng không Vietjet Air sử dụng loại máy bay Airbus A321-211. Khởi hành lúc 11 giờ 5 ngày 1 tháng 3 từ sân bay quốc tế Incheon. Seoul, Hàn Quốc đưa theo 229 hành khách. Trong đó có 8 khách nước ngoài đáp xuống cảng hàng không quốc tế Vân Đồn lúc 15 giờ 20 cùng ngày máy bay trở về từ Hàn Quốc, được cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hướng dẫn đỗ. Tại vị trí cách biệt đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động chung của sân bay, công tác tổ, chức đón tiếp, thực hiện cách ly đối với người trở về hoặc đi qua vùng dịch COVID-19. Được triển khai theo đúng quy định, toàn bộ đội bay, và 229 hành khách, trong đó có hai trẻ em, được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy trình đặc biệt. Nhân viên mặt đất dỡ hành lý ký gửi của đoàn từ máy bay. Cụ thể. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, và các đơn vị liên quan, đã sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa để kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm sốt, phun khử trùng hành lý sách tay của hành khách và khu vực tiếp đón. Làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan theo quy định luật hàng không, qua kiểm tra cho thấy toàn bộ hành khách có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Ngay sau hoàn tất quy trình kiểm tra, giám sát sức khỏe, toàn bộ hành khách trên chuyến bay, được xe đặc chủng đưa về thực hiện cách ly, tại các cơ sở được tỉnh quảng ninh chuẩn bị để tiếp tục theo dõi giám sát sức khỏe theo hướng dẫn của bộ y tế toàn bộ các vị trí trên máy bay các phương tiện liên quan và luồng đi của khách được khử trùng được biết để đảm bảo an toàn cho tổ bay tổ bay và nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc trùng vietjet air cũng đã phối hợp với nhà chức trách tại hàn quốc triển khai kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, hãng không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn, và dịch vụ giải trí trên chuyến bay đặc biệt này. Theo kế hoạch, vào 21 giờ 15 tối 1 tháng 3, chuyến bay tiếp theo từ Hàn Quốc do hãng hàng không Việt Nam Airlines thực hiện vận chuyển 181 hành, khách trong đó có 41 khách nước ngoài cũng sẽ hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Hành khách đến khu vực kiểm tra y tế và làm thủ tục hàng không. Công tác tổ, chức đón tiếp. Thực hiện cách ly đối với người trở về hoặc đi qua vùng dịch COVID-19 được triển khai theo đúng quy định. Toàn bộ đội bay và 229 hành khách, trong đó có hai trẻ em được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy trình đặc biệt. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị liên quan đã sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa để kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm sốt. Hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan theo quy định luật hàng không. Qua kiểm tra cho thấy toàn bộ hành khách có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Nhân viên mặt đất tiếp cận máy bay, chuẩn bị đón đoàn khách từ Hàn Quốc trở về. Những hành khách đầu tiên xuống máy bay. Trước đó, để chuẩn bị đón các chuyến bay trở về từ Hàn Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29 tháng 2, Phó Chủ tịch Thường trực áp nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã chủ trì cuộc họp bàn phương án đón tiếp phòng chống dịch COVID-19 đối với các chuyến bay từ Hàn Quốc về cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tại cuộc họp, áp nhân dân tỉnh đã thống nhất phương án và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Chủ động triển khai các biện pháp cách ly, xây dựng kịch bản đón tiếp các chuyến bay từ Hàn Quốc như lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt đạt tiêu chuẩn quốc tế, có hiển thị cảnh báo tự động để phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, tiến hành bố trí phân làn để kiểm tra kỹ lưỡng đối với từng hành khách bằng máy đo thân nhiệt cầm tay, chuẩn bị khẩu trang y tế tiệt trùng bốn lớp để phát cho hành khách lên phương án thực hiện vệ sinh xịt khử trùng nơi đón tiếp và các vị trí có hành khách đi qua đồng thời bố trí các khu vực cách ly đảm bảo an toàn chú đáo tiện ích cho công dân việt nam và du khách nước ngoài thực hiện cách ly theo quy định của chính phủ việt nam thành phố cẩm phả và hạ long cũng đã chuẩn bị các khu cách ly khách nước ngoài khi cần thiết bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẵn sàng về nhân lực phương tiện đưa khách việt nam về cách ly tại trường quân sự tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu các ngành các địa phương sẵn sàng phương án đón tiếp phòng chống dịch tốt nhất đối với các hành khách từ hàn quốc đến cảng hàng không quốc tế vân đồn hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại